Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Và đằng sau lưng Đạt đây, đó chính là chiếc Fortuner máy dầu số sàn. Một chiếc xe rất là phổ biến cho anh em khách hàng nào mua để kinh doanh và cũng như đi gia đình. Thì ngày hôm nay trong clip này, Đạt chỉ chia sẻ 5 cái lỗi mà những bác tài mới, thậm chí là những bác tài lâu năm hay mắc phải khi sử dụng cái hộp số sàn này. Ok bạn, đầu tiên thì đối với xe Fortuner máy dầu số sàn cũng như những cái xe số sàn nói chung á thì sẽ có chân côn. Thì với cái tâm lý mà nhất là những bác tài mới khi mà học lái thì thông thường những cái xe trong trường lái thì nó rất là yếu hoặc là nó nhiều người tập quá, cái côn nó không có được nhạy như những cái xe mà anh em mua xe mới ra. Cho nên là khi mà đạp côn như thế này nè, mình sẽ thứ nhất là các bác đạp không có sát, anh em đạp không có sát, đạp hờ hờ như thế này. Hoặc là khi mà mình nhả côn ra để chạy xe á, thì mình không có dám nhả hết ra như thế này, vì tâm lý mình sợ xe sẽ bị tắt máy á. Thì chính vì những cái tâm lý đó cho nên là mình nhả côn ra và vẫn giữ bàn đạp côn như thế này, thì vô tình như thế nó sẽ làm cho cái ly hợp của cái xe nó không được đóng hoàn toàn. Do đó nó sẽ làm cho cái xe của các bạn nó sẽ bị lì và nó sẽ bị manh mòn cái ly hợp. Cũng như là nếu mà cái tình trạng này kéo dài thì chắc chắn nó sẽ xảy ra cái hiện tượng cháy bố ly hợp á, khi mà sửa chữa thay thế rất là tốn kém nha các bạn. Và tiếp theo, một cái lỗi thứ hai nữa đó chính là nghỉ chân ở bàn đạp côn. Thì thông thường những cái xe số sàn nó sẽ có một cái phần được thiết kế nhô lên ở đây để cho các bạn để chân không bị mỏi. Và một số bác tài thì lại có tâm lý là vào côn như thế này rồi lại để cái chân của mình tì lên cái bàn đạp ở đây luôn. Đó, tì lên bàn đạp bên phía tay trái này. Thì khi mà tì như vậy thì các bạn vẫn sẽ tiếp xúc một cái lực nhỏ lên này. Và như vậy thì cũng tương tự như trường hợp lúc nãy, nó sẽ làm cho cái ly hợp của mình không đóng hoàn toàn. Và như vậy sẽ lâu ngày nó sẽ làm cho mòn cái ly hợp nhé các bạn. Ok các bạn, thì đối với những cái xe số sàn á, thì đối với những dòng xe du lịch á, thì những cái cần số như thế này, đối với những dòng như Fortuner, Innova, thì cái hộp số nó đặt dọc như thế này á, nó không phải là số dây. Thì cái cần số này nó sẽ nối trực tiếp xuống với lại cái hộp số. Và có một cái thói quen của những bác tài, thậm chí là mình thấy những bác tài lâu năm á, thì hay có thói quen là vừa chạy xe nhưng mà thì thường là lái một tay thì đặt lên cái cần số như thế này. Thì đôi lúc thì cái việc mình đặt cái tay lên cần số này vô tình nó sẽ tác động những cái lực không cần thiết lên trên cái hộp số, và những cái lực này nó sẽ truyền xuống cái hệ thống lò xo bánh răng ở dưới này. Đó, thì lâu ngày nó sẽ làm mòn những cái chi tiết đó, ảnh hưởng tới độ bền của hộp số nha các bạn. Và cũng một cái yếu tố nữa, khi mà các bạn thường xuyên đặt cái tay lên trên vị trí cần số này, một tay này lái và một tay đặt như thế này, thì vô tình trong những một số trường hợp mình lại vô tình mình xe bị rung lắc gì đó, mình vô tình mình vào số mà mình không biết, hoặc là xe đang chạy ở tốc độ cao mà cái tay mình rung như thế này rồi cái nó lại vô tình nó về một cái số thấp hơn hoặc cao hơn, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái độ bền của hộp số nha các bạn. Và một cái điểm cần lưu ý nữa là khi các bạn di chuyển từ số tiến sang số lùi đó, thì nhiều bác tài vội vàng quá hoặc là do một số thói quen, thì khi xe chưa dừng hẳn, tức là khi bánh xe chưa dừng hẳn mà đã vội vào số lùi, thì cả số sàn hay số tự động hay xe nào cũng vậy, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới độ bền của hộp số. Nếu mà nhanh quá khi đang chạy mà vào số lùi có thể gây ra hiện tượng vỡ hộp số nha các bạn. Thì cái này chắc chắn ai cũng biết rồi. Các bạn nhớ lưu ý, khi mà xe đang chuyển động và mình muốn lùi xe thì phải để cho xe nó dừng hẳn rồi mới vào số lùi nha các bạn. Và một cái điểm lưu ý cuối cùng tiếp theo đó chính là khi sử dụng xe số sàn thì các bác tài có thể chủ động, tức là mình nhiều người thích như vậy, để chủ động điều khiển được cái tốc độ của xe cũng như là cái cấp đi, cái cấp của hộp số. Thì một số bác tài, nhất là những bác tài chạy xe dịch vụ á, với cái tâm lý lúc nào cũng muốn là xe mình tiết kiệm nhiên liệu hơn, do đó thì thường để xe đi ở số cao, ví dụ như là ở số 5
hoặc là số 6. Nói chung là để xe đi ở số cao để giảm cái vòng tua máy xuống, để tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nhưng nếu như cái vòng tua nó quá thấp và xe và hộp số các bạn để ở những cái cấp số cao á, thì lúc này xe nó sẽ có hiện tượng giật. Và lâu ngày như vậy thì vô tình cái động cơ của mình nó đang bị quá tải. Và vô tình như vậy thì cái xe của mình nó sẽ không bền hơn, và cái tiết kiệm và cái tác dụng để tiết kiệm nhiên liệu lúc đấy nó sẽ xảy ra phản ứng ngược. Ok các bạn, là vừa rồi Đạt vừa trình bày cho các bạn 5 cái điểm lưu ý nhỏ để các bạn sử dụng chiếc xe số sàn nó hợp lý hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn cũng như là bền bỉ hơn. Rồi ok anh em, thì nếu các bạn thấy clip hay thì hãy ấn nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube của Đạt nhé. Ngoài ra thì anh em có ý kiến cần đóng góp hoặc là chia sẻ ý kiến của cá nhân của anh em như thế nào thì cứ thoải mái chia sẻ comment ở phía dưới này nhé. Rồi nếu quý khách hàng của anh em đang có nhu cầu mua xe Toyota thì hãy liên hệ trực tiếp theo hotline 0937 776 556. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.